Chào tất cả mọi người, tiếp theo hôm nay mình sẽ đến với kỹ thuật nắn sửa vẽ lại váy ấn tượng. Với module này mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ váy, sao để tạo ra những chi tiết váy nhìn nó ảo diệu và mình phải vẽ thêm chi tiết chứ không phải đơn thuần là nắn váy nữa. Ở Việt Nam thì đa số là mọi người hiện tại đang nắn váy, còn người chưa vẽ thêm chi tiết được. Với module hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ váy, và trước khi vẽ váy mình nói qua một chút. Thì cái phần vẽ váy, nếu mà vẽ váy thì đa số dành cho những váy lụa, váy van như này, dạng váy ren hoặc váy van như này thì mình sẽ không vẽ được, váy này chỉ để lắn thôi. Dạng váy này chỉ lắn thôi. Mình không thể vẽ thêm được, lắn và mình nối nó bằng cách là mình nắn liquify ra thôi. Còn đây với dạng váy lụa, váy trắng lụa này hoặc là váy đỏ như này thì mình có thể vẽ được. Thì ở đây mình sẽ xem qua một số hình mẫu. Đây. Đấy, thì đây là mình vẽ thêm chi tiết này, nối những cái điểm váy bên ngoài vào, mình vẽ thêm chi tiết. Đấy, nhưng phần cái váy này thì sẽ vẽ dễ dễ này, váy này thì mình chỉ sửa lại một chút chi tiết thôi, chủ yếu là ghép cảnh và xử lý hậu kỳ thôi. Đây thì ở đây mình sẽ vào vẽ phần vẽ váy. Thì trước khi vào vẽ váy thì mọi người cũng sửa qua một chút nhé, mình cũng sửa qua màu một chút này. Đầu tiên nó hơi thiếu vàng đấy, và đây mình có thể giảm bớt bớt màu váy xuống để cho nó chi tiết hơn, nó không bị rực quá thấp thôi. Ok, thì trước tiên khi vào vẽ váy thì mình cũng phải xử lý những cái lỗi nhỏ trên bề mặt chủ thể, nên mình sẽ sửa những cái lỗi trước, sau đó mình sẽ sửa váy sau. Cái ảnh này thì mình sẽ phải tạo khối thêm một chút cho tấm hình. Tấm hình của mình hiện tại nó đang mất khối, cổ nó bị loang thì mình phải sửa lại một chút trên tấm hình này. Thì ở đây mình sẽ dùng Ultimate Resort, Ultimate để mình xử lý da. Mix Plus. Với phần xử lý da này ai chưa nắm được thì mình có thể xem lại video trên Resort Sinh. Phần Resort, trên group Resort Sinh mình đã hướng dẫn cách làm da nhanh với ảnh cưới rồi. Để tạo khối thì mình kéo từ dưới lên, kéo từ điểm sáng lên cho nó mỗi nó khối hơn. Vết tràm này thì mình có thể dùng cái mix mình hút màu bên cạnh mình lau vào, nó cũng sạch sẽ được vết tràm này đi. Đấy, thì mình đã sửa lại chất liệu da này và mình làm cho này nó khối hơn một chút đấy, sẽ dán lớp vào, sau đó mình nâng một chút, mình cover nâng một chút để da mặt nó bóng bóng hơn một chút. Phần này mình chỉ lấy ra mặt thôi, không để không ảnh hưởng vào chủ thể. Tạo layer mask. Mình tô bôi đen nào. Phần da mặt thì mình chỉ ảnh hưởng da mặt thì mình sẽ tô trắng phần da mặt. Giờ mình sẽ đổ mịn. Mình sẽ dùng bôi chai để làm cho da chất liệu da nó mịn màng hơn. Và mình dùng liquify mình sẽ đánh bóp lại mẫu, đánh bóp lại cô dâu trước. Đây mình một bên mắt thì nó hơi nhỏ, mình cho to cho nó đều. Đây, trước khi vẽ thì mình sẽ crop lại bức ảnh này một chút, vì mình muốn vẽ váy, mình muốn cái van váy nó rộng hơn thì mình sẽ crop cho váy nó sẽ rộng hơn. Background màu đen xuống thì mình sẽ lấy background luôn. Thì ở đây trước khi vẽ thì mình cũng kéo dài cái váy này ra, mình kéo dài váy ra một chút. Cắt chân tê.
Đúng rồi vậy á. Sau đó ở đây mình sẽ phải chọn riêng phần váy ra để mình tô màu và mình sửa váy để không ảnh hưởng vào phần khác này. Thì ở đây mình sẽ dùng đường vát mình cắt lại những đường viền này để cho phần váy nó sẽ đẹp hơn. Hay không thì mình sẽ bỏ chọn không dùng quick select tool nữa mà mình dùng đường vát luôn. Cắt đường để cắt đường vát cái váy này thì nó sẽ đường váy nó sẽ sắc nét thì nó sẽ đẹp hơn, không bị tăng cưa. Sửa luôn lại cái lỗi cho váy. Phần vẽ váy này mà bạn nào mà hoa tay có năng khiếu thì vẽ rất là tốt đấy. Trung Quốc chỗ mình học ấy thì nó có một đội vẽ váy và bán, chuyên vẽ váy và thiết kế bán váy luôn, ăn và suốt ngày ngồi vẽ những chi tiết váy ấy. Tại sao ở Việt Nam mình mua được rất là nhiều mẫu váy ấy? Thì đa số đều là do Trung Quốc người ta thiết kế lại và người ta bán. Đây ở đây mình sẽ tạo feather tầm 1, sau đó mình nhân riêng phần váy này ra. Mình tiếp theo lần nữa. Sau đó mình nhấn clipping mask Ctrl+G để mình khi xử lý nó chỉ chui nó chỉ ảnh hưởng bên dưới thôi. Cái lớp background là mình đổ màu đen nó vào. Mình đổ màu đen nó vào. Đấy, như này. Thì mình dùng clipping mask để tí mình xử lý này thì nó chỉ ảnh hưởng trong cái khoảng này thôi, nó không ảnh hưởng ra ngoài được. Đấy, và ở đây mình sẽ bắt đầu dụng mix brush để mình sửa trên phần váy này, mọi người chú ý nhé, mình sẽ dùng mix brush ngoài B đó, mix brush. Và thông số ở đây thì nếu mà ai lỗi thì mọi người reset lại thông số nhé, mình cứ vào đây reset lại thông số cho chắc, tránh trường hợp bị lỗi ngoài. Reset lại tool này. Đấy, thì thông số trở về 80, 75 này, 90, 100. Thì ở đây mình sẽ bỏ tích cái ngoài đi, mình bỏ tích cái ngoài đi, nếu mình không bỏ tích thì nào đây này. Không bỏ tích nào đây nó sẽ trông nó sẽ trắng này, nó không, trông nó ăn cả màu trắng vào đây nó sẽ không còn đẹp nữa. Thì mình bỏ tích đây đây để khi mình hút này tự nó nhận được cái chất liệu màu sắc. Đấy, và đây mình sẽ sửa lại những chi tiết này thì bằng cách mix brush mình sẽ tô màu ở những cái phần nào mà nó bị lộ bên dưới đấy, mình tô vào, mình cứ dùng mix brush. Ở đây mình không, mọi người không cần giữ an nhé, mình cứ cứ tô thì cứ đặt ngoài nó tự nó nhận cái điểm đấy, mình cứ tô thôi. Mình sẽ đi sửa lỗi trước, tí nữa mình sẽ vẽ sau. Đấy, những đoạn này mình sẽ vẽ thêm này, nhưng mà tí mình phải làm cho nó mềm mại. Trước tiên mình đi sửa lỗi trước. Lấp đầy vào những phần trống, những phần nào đây là những cái điểm phân vùng váy, đây là tạo ra hình khối nên mình không được tô mất nó đi nhé. Và đây mình ấn R này, ấn R để xoay xoay chiều, khi mình thích xoay chiều nào, mọi người giống như mọi người học đánh bóng ngày xưa mình thích xoay chiều nào để mình đưa cái chuột và đưa bút. Nếu ai dùng Wacom thì có thể đưa bút cho dễ, còn ai đưa chuột thì mình đưa này để mình di chuột cho nó nhìn, nó mắt nhìn của mình nó dễ hơn, và mình sẽ tiện để đưa cái tay làm sao nó phù hợp. Sửa hết cái lỗi nhỏ bên ngoài, tí nữa mình sẽ vẽ sau. Hoàn toàn mình đang sử dụng trên mix brush nhé mọi người nhé. Sẽ giảm bớt những cái đường nhăn này đi để tí mình nắn váy nhìn nó không nhiều cái đường nhăn này quá, giảm bớt nó đi. Thì
cái vết nhăn này, tạo ra một cái đường máy đây. Đây mình sẽ xoay. Lấp đầy vào những cái phần nào nó lộ trống bên dưới. Đấy, mọi người chú ý ở đây mình sẽ sửa sạch sẽ những cái lỗi này, những cái lỗi mà nhìn xuyên thấu váy thì mình phải sửa đi trước đã. Mọi người chịu khó xem nhé, mọi người chịu khó xem video nhé, mọi người thấy lâu lại bỏ qua này. Đây là mình mới sửa lại những cái lỗi rất là nhỏ thôi, còn chưa đến vẽ này, chưa tạo chi tiết này. Đấy, giờ mình sẽ bắt đầu tạo chi tiết này, nối những cái điểm váy với nhau để tạo ra những cái khung sườn này. Mình sẽ gọi là tạo ra chi tiết cái váy này. Đấy, nối cái điểm này vào đây. Chỗ này mình sẽ cho ra thành một chi tiết này, chỗ này nó đang rất là loạn này, thì mình sẽ cho thành một chi tiết lối ở đây thôi. Đây mình cho thành một chi tiết này. Quá phần nào không cần này. Lối vào đây này. Mình sẽ cho thành một đường cho nó đẹp này. Bây giờ mình sẽ xoay váy lại. Xoay váy lại và bắt đầu mình đấy, thì mình phải làm sao để nó chi tiết tí nó nắn, nó tạo ra những gợn sóng như này. Và trong quá trình làm ấy thì mình có thể, trước tiên mọi người đang đi mô phỏng, người chưa biết tạo chi tiết nào thì có thể so sánh, để như này để mình so sánh được nhìn cái đường váy mọi người lên, để như này để mọi người có thể so sánh được cái đường váy mình nên vẽ như nào cho phù hợp. Còn cái cách tạo màu sắc thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn người tạo màu sắc thì rất là đơn giản thôi. Còn đấy, cái đường váy này tạo ra những đường cong thì mình phải làm, tạo ra đường cong như thế nào đấy. Giờ bắt đầu kỹ càng hơn này, đi sửa chi tiết này, những phần nào nó vẫn còn những vết loang lổ này, vẫn còn nhìn xuyên thấu váy thì mình sửa hết đi này, tạo ra những điểm nối này, tạo cho váy nó mềm mại hơn này, không còn méo mó nữa này. Làm ở bước này. Làm cái đường này thẳng này. Đường này mình cần làm nó thẳng ra này. Phần này là phần trống mình phải lắp đầy nó vào. Đấy, thì ở đây trước khi lắp đầy này mình nên cắt
Cắt xích đường bát mình để nhân mẫu nữ lên á, nhân cô dâu của mình đi. Hoặc ở đây mình sẽ dùng tạm dùng Christmas tool cho nhanh, còn mình nếu mà cẩn thận thì dùng đường bát đi. Cắt riêng mẫu của mình ra để mình khi mình vẽ vào nó không ăn mất vào cái chi tiết của mẫu mình, không ăn chi tiết vào phần sâu vào váy, nó không ảnh hưởng vào mặt, vào tóc tai này. Thì đây mình sẽ nhân riêng mẫu lên, nhân riêng mẫu và mình sẽ xử lý tiếp những cái phần trống còn lại. Phần trống còn lại giờ mình đã nhân riêng được mẫu lên thì mình vẽ được vào trong này, không sợ vẽ vào đè vào mẫu nữa vì là mẫu nó nằm trên lớp A2 rồi. Tô bớt cái địa điểm này nó đỡ nhạt. Đây mọi người cứ ấn R nhé, ấn R để xoay. Mình sẽ ấn R để xoay hình làm sao để nó phù hợp. Mình vẽ tránh trường hợp nó bị lỗi. Đây mình sẽ tạo thêm một số cái đường nữa, mình sẽ tạo thêm một cái đường nữa để rõ hơn một chút để tí mình nắn nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Khi làm váy đỏ thì nhỏ mọi người phải dừng lại nhé, mình phải dừng lại nhìn ra ngoài một chút, đừng nhìn nhiều quá, nhìn nhiều mà váy đỏ nó sẽ bị mù màu ấy. Tí nó quay ra nhìn váy hoặc là nhìn nó bị tối xuống hoặc nó sáng lên, nó trông rất là ghê. Nên trong quá trình làm thì mình có thể khi làm váy đỏ thì mình có thỉnh thoảng mình dừng lại một lúc. Đấy, điểm này mình sẽ lối vào này, ra một điểm váy thôi. Đến đây là mình đã vẽ và sửa cũng tương đối xong rồi, gần xong rồi. Đấy, mình sẽ xoay váy lại và mình sẽ làm cho váy nó chi tiết hơn này. Bước này rất là quan trọng. Ở đây mình sẽ nhân cái lớp váy lên lần nữa và mình lại clip mask chui vào để nó không ảnh hưởng. Và đây mình sẽ để multi. Multi. Khi mình để multi lập tức cái váy của mình nó sẽ đậm xuống này. Đấy, và những cái phần mà lộ bên dưới nó sẽ mất biến mất đi. Đây. Đấy, thì cái độ đậm của váy lập tức nó được nổi bật lên. Nổi bật lên. Ở đây mình đang nhân riêng cái lớp người lên. Tí nữa mình sẽ sửa lại cái lớp này sau. Ở đây mình sẽ chủ yếu sửa váy trước. Ở đây nếu mọi người tiếp tục mà muốn nó đậm thì mình nhân tiếp lên multi và mình có thể lấy 20% lên. Khoảng 10%, sau đó mình sẽ dán lớp. Dán ba lớp vào nhau. Đây mình sẽ dán ba lớp này vào nhau. Mình để lại lớp dưới cùng làm gì? Để tránh trường hợp nào mình lỗi mình có fix lại được. Đấy, thì ở đây mình sẽ dán lớp vào nhau thì mình thấy một con cái điểm lỗi nào thì mọi người khắc phục lốt. Khắc phục lốt những cái lỗi nhỏ đi. Khi mình này lắn và vẽ thêm nó sẽ đẹp.
Các đường nó tương đối ok rồi, giờ mình sẽ tạo cho cái đường váy nó sắc nét hơn. Thì ở đây mình sẽ dùng đường path và mình làm cho váy nó sắc nét hơn. Thì ở đây mình sẽ tạo ra những đường viền váy này và mình chỉ điểm thêm một vài điểm thôi, nhưng mà đừng dùng nhiều quá nhé. Đây, mình sẽ tạo những điểm váy trên phần này. Và mình sẽ tạo bây giờ là một. Sau mình nhân nữa vậy lên, nhân làm hai lần. Lại tiếp tục clipping mask Ctrl G đó. Và mình dùng Ctrl T để mình đẩy nó vào. Ctrl G sau đó mình dùng Ctrl T để mình đẩy vào. Đấy, khi mình đẩy vào nhìn thấy cái đường này. Thấy cái đường váy lập tức nó sắc nét không? Đấy, ấn Ctrl T, Ctrl G này, Ctrl T và mình tích vào cái phần vuông này và mình nắn này. Đấy, thì những cái xương váy của mình lập tức nó sắc nét này. Thì nó rất là thật, mình sẽ xoa những phần nào mà mình không muốn lấy đi. Đấy, ở đây mình dán lớp tiếp tục, mình lại quay lại lớp váy và mình tiếp tục làm cái đường viền này cho nó sắc nét cái đường viền phần này lên. Đấy, mọi người tạo phi là một hoặc là mọi người tạo phi là hai được cho nó mềm hơn tí nữa. Lại tiếp tục nhân lên hai lớp và Ctrl G, Ctrl Mask đấy và lại Ctrl T để mình đẩy tạo ra cái đường viền nó sắc nét này. Đấy, thì lập tức cái đường viền máy của mình nhìn nó sẽ sắc nét lên. Đấy. Đấy, tương tự những điểm còn lại thì mọi người cũng làm như vậy. Ở đây mình sẽ với bức hình này mình chỉ cần làm hai điểm thôi, không cần làm nhiều. Sau đó mình sẽ dán hết cái lớp này vào, mình dán luôn vào lớp váy này. Ở đây mình sẽ crop bức hình nó rộng hơn, crop ra bức hình nó rộng hơn tí nữa để mình nắn cho váy nó đẹp hơn. Đây mình sẽ để kích cỡ tầm này và bây giờ mình sẽ vào gộp hết cái lớp layer vào nhau. Thế rồi. Ở đây mình cần phải xử lý lại cái phần váy này. Xử lý lại phần váy này nó chưa được giống màu lắm thì ở đây mình sẽ nhân lên. Vừa mình nhân cái lớp kia ta và mình có lỡ dán lớp vào, nhưng cái này mình fix lỗi lại tương đối dễ, không khó. Cái lớp này mình nhân lên, tạo bây giờ là một hoặc hai được, hai đi. Sau đó mình nhân cái lớp này lên. Giờ mình đang fix lỗi và mình có lỡ một cái bước là mình dán lớp nó vào, thì ở đây mình sẽ để multi này. Đấy, mình để multi thì lập tức cái váy này của mình sẽ giống luôn và mình dán lớp nó vào cái điểm nổi viền nổi thì mình dùng mix blur mình fix lại những cái nổi này thì rất đơn giản thôi. Như vậy là xong. Giờ mình sẽ dán lớp bức hình này, dán tất cả các lớp váy vào liquify để mình nắn cái váy này cho nó đẹp hơn. Thì trước khi nắn cho váy nó uốn lượn thì mình sẽ nắn lại những cái này trước.
Ok. Giờ mình sẽ crop lại cho nó gọn gàng. Rồi mình nắn nó rộng ra. Phần nào thừa nếu mình cảm thấy rộng quá thì mình nắn nó gọn gàng vào. Và đến bước này thì người vào liquify. Sẽ nhân nớp lên, sau đó mình vào liquify. Sẽ lắn. Ở đây mình sẽ lắn cho tạo ra đường cong, mình cho cái phần cái auto sẽ tự lắn này, nó sẽ tạo ra đường cong này. Đấy. Bên này cũng vậy, mình sẽ ấn vào đây. Đấy, lập tức nó tạo ra cái váy đường cong nhìn nó rất là ảo. Bên này cũng vậy. Đấy, ví dụ mình tạo đường cong này, nó tạo ra một đường cong ngược lại. Mọi người muốn tạo đường cong ngược lại thì mình giữ Alt tên áp. Đấy thì nó sẽ tạo ra đường đường cong váy nó ngược lại. Rồi mình cứ lăn đi, chỗ méo đầu này thì tí mình sẽ sửa lại sau. Làm cho nó uốn lượn trước tí là mình sẽ sửa cái phần này sau. Đấy, giữ an để tạo ra những đường cong nó khác nhau. Giữ an thì nó sẽ ngược, giữ an nó sẽ xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, và khi mình đã lắn xong rồi thì bắt đầu mình quay lại fix lại. Mình sẽ dùng liquify bình thường mà mình fix lại những cái lỗi nhỏ. Đấy, thì lập tức cái váy của mình nó nhìn nó rất là uốn lượn. Và bây giờ mình sẽ phải lấy lại cái phần mặt mẫu này, mình cần phải lấy lại này. Thì ở đây mình sẽ cắt chiếc riêng là mình và mình sẽ lấy lại. Mình cắt chích ra ngoài một chút cũng được, vì sao không sao, vì đây nó cùng màu với đồ họa thì mình lấy nó cũng rất là thật, cùng dạng background đấy. Nhân nốt lên và mình tẩy lên trên, sau đó mình mở cái này lên, phần váy đây và mình xóa cái lớp dưới đi, xóa lớp dưới để mình nhìn thấy cái váy của nó uốn lượn này. Giờ mình dùng liquify, mình quay lại liquify, mình nắn cái váy để làm sao nhìn nó chui cái phần này vào nó không lộ ra. Thì ở đây mình dùng sew back lớp này thì nó sẽ nhìn thấy này, nó sẽ nhìn thấy cái bên dưới này. Đấy, và mình dùng liquify mình nắn đẩy nó vào phần nào nó lộ ra ngoài thì mình đẩy vào thôi. Đấy, hết sức đơn giản. Đấy, thì đây là cái quy trình sửa váy. Và bây giờ mình muốn váy của mình nó đẹp hơn này, mình muốn váy nó mềm mại hơn thì mình có tiếp tục có thể dùng mix brush để mình fix lại lỗi, và mình phải dùng đường path, mình cắt chích tạo ra cái đường váy nó mềm mại hơn. Đấy, ở đây đường path nó đang méo này thì mình dùng cái đường path này cắt làm sao để váy nó mềm hơn. Tương tự bên này cũng vậy.
Đấy, như vậy là mình đã xong cái quá trình sửa váy rồi. À, cái vẽ váy này. Đã xong cái quá trình vẽ váy. Đây, váy bên này thì mình làm nhiều chi tiết hơn. Cái váy bên này thì mình cái phần này mình đang để hơi ít chi tiết. Đấy, và mình có thể kéo váy này, kéo dài giãn váy, hay là mình thích vẽ thêm chi tiết thì mình vẽ thêm nhé. Đấy, thì đây là cái quy trình tạo váy. Và ví dụ mình muốn cái váy nó dài, thích cái váy nó ngắn, vuông hay dài thì do mình. Và mọi người có thể sử dụng này và mình dùng cả chân tê mình có thể kéo dài váy ra này. Hay là mọi người dùng liquify lắm thêm. Đấy, đây là cái quy trình tạo váy này. Đây phần này mình có muốn rắn cái váy cho nó đẹp hơn thì mình dùng những cái file mình đẩy ở đây cho to đẩy là đỡ méo hình, bỏ phần background về đi. Đấy, ở đấy là mình đã tạo xong cái váy thì nó rất là ảo rồi. Ở đây mình sẽ biết lại để mọi người xem này. Mình sẽ zoom, cần zoom nhỏ lại vì mình crop to thì mình zoom nhỏ lại cho mọi người xem này. Đấy, như vậy mình đã tạo ra cái váy nhìn nó rất là ảo rồi. Tiếp theo, ở đây mình sẽ còn một số cái váy khác nữa thì mọi người thực hành về váy đỏ thì mọi người tự thực hành nhé. Thực hành và đăng lên group mình sẽ đánh giá. Những cái váy này sửa lại thì rất là dễ này, váy này chỉ cần tô lại, sửa lại những vết nhăn thôi. Và sau này ứng dụng vẽ váy thì mình có thể sửa phần áo trắng này, những cái phần nào mà nó có dạng vải lụa hay một màu ấy, nó không có vải ren không nhìn thấu bên dưới thì mình sử dụng cái cách này để mình sửa lại những cái lỗi như vậy. Ở đây thì mình sẽ đến một cái váy. Đây, váy dạng lắn lắn bóp thì đây là cái váy này chỉ là lắn lắn bóp đơn thuần thôi, không có gì khó với váy này cả. Với váy này thì mọi người cũng cần phải cắt chích đường vát, mình cẩn thận, mình nên cắt chích đường vát ta. Cắt chích đường vát cái váy này. Mình để phía dưới tầm là 2 đi, cho nó mềm. Và mình sẽ lắn giống cái váy mẫu cho mọi người xem. Đây, thì cái váy này của mình đầu tiên là người ta chỉ cắt chích và người ta đẩy lắn to ra, sau đó người ta tạo ra đường cong thôi, hết sức đơn giản. Đấy, thì ở đây mình sẽ lắn váy. Rồi mình đã cắt chích này, cắt bát rồi mình nhân riêng phần này ra, giờ mình sẽ lắn cho nó to rộng ra này. Sau đó mình sẽ lắn cho cái đường váy nó thẳng thẳng hàng hơn để chính mình tạo ra đường cong nó sẽ đẹp. Mình thấy ngay lập tức cái váy của mình ấy nhìn nó rất là rộng, nhìn nó rất là rộng. Và bây giờ mình sẽ lắn cái váy này và mình làm sao để cái váy nó chìm xuống mặt nước thì trước tiên mình sẽ lắn á, lắn nhìn cho nó dễ đã. Thì mình vào công cụ xoay váy này, mình lại tiếp tục lắn vào đây cho to lên nó lắn. Nếu mình lắn này thì nó bị ngược chiều thì mình giữ an. Đấy, mình giữ an thì lập tức cái váy của mình nó sẽ xoáy này, nó sẽ xoáy ngược lại. À, ở đây mình cần cho nhỏ hơn. Đây mình không giữ an nữa mà mình để định để nó xoáy ngược lại.
Như này thì nó sẽ hơi xoay ngược lại này. Nếu mà muốn xoay đúng chiều thì mình lại tiếp tục giữ an thôi. Ok. Đấy thì lập tức nhìn cái váy này của mình này, nhìn nó sẽ tạo ra vòng xoáy như này. Đấy, ở đây thì cái đường váy này là nhân ra thôi, mình sẽ chế mình nhân thêm ra. Và ở đây mình muốn váy nó thật này thì mình chỉ để muti thôi. Một lớp muti và một lớp lọc man. Lọc man sẽ làm bên dưới lớp muti. Đây. Và lớp muti này mình sẽ giảm bớt phần trăm này đi. Khi mình để muti thì cái váy nó đậm xuống thì cảm giác cái váy nó chui mặt nước. Đấy, tạo ra cái vòng xoáy. Thì đây là cách lăn váy xoáy dưới mặt nước này. Và mọi người cần làm kỹ chi tiết thì mình phải lăn đẩy nó thật nhẹ nhàng ra. Những phần muti ở ngoài nó đậm, viền nó đậm quá thì mình dùng nail mask và mình bỏ những phần viền ngoài đi. Để khoảng 20% thôi. Tô màu đen đấy thì lập tức cái viền thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó không bị đậm quá nhưng nó không thật, à nhìn nó sẽ thật hơn. Đấy. Còn tay cô dâu này mình sẽ phải sửa lại, gộp lớp layer vào tạo layer mask và mình sẽ xóa phần tay cô dâu đi. Còn về cái độ xoáy của váy này, xoáy nó mềm hay nhẹ thì do mọi người thích lắm, nó thích cái váy nó mềm và nhẹ thì mình sẽ lắm từ từ. Còn đây là mình đang nắm áp lực tương đối mạnh. Còn về cái độ chìm xuống mặt nước này thì mình đẩy càng cao thì cái độ muti nó lên càng nhiều thì váy nó càng chìm sâu mặt nước. Đấy thì đây là cái về cái quy trình nắn váy. Thì những cái phần nắn sửa váy này ở Việt Nam thì có rất là nhiều rồi, những phần vẽ váy thì rất là ít. Đấy nên mọi người cố gắng chịu khó, mình chịu khó là làm thật sạch sẽ váy. Sau đó mình bắt đầu mới tạo ra những cái gân váy, tạo gân váy sau đó mình bắt đầu lắn váy, mình kéo co giãn váy nó to và rộng lên và bắt đầu mình sẽ lắn chi tiết váy để muti với lụa thì mình sẽ để muti, váy trắng thì mình sẽ để scan. Đấy thì đây là cái quy trình vẽ váy, mọi người có bất kỳ thắc mắc nào thì mọi người comment và có thể inbox riêng mình. Chào tất cả mọi người.